Phong tục là toàn bộ những hoạt động sống của con người được hình thành trong một quá trình lịch sử lâu dài và ổn định thành nề nếp. Điều này được cộng đồng thừa nhận, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Phong tục không mang tính cố định, bắt buộc như nghi thức, nghi lễ, nhưng cũng không tùy tiện như hoạt động sống thường ngày. Với đặc sắc riêng về văn hóa, trên thế giới có nhiều phong tục lạ mà chúng ta chưa biết đến. Sau đây là những phong tục kỳ lạ nhất trên thế giới. 1. Trung Quốc, cô dâu phải khóc 1 tháng trước khi lấy chồng. Tập tục này bắt nguồn từ Trung Quốc và đến nay vẫn còn tồn tại ở cộng đồng người Tuzia của nước này. Trước ngày cưới khoảng 1 tháng, cô dâu dù buồn hay không cũng phải tỏ ra đau buồn và khóc thật nhiều mỗi ngày. Những cô gái thổ ra dùng tiếng khóc để chào mừng ngày trọng đại của đời mình. Cô dâu sẽ bắt đầu khóc lóc cả tháng trước hôn lễ, có những người thậm chí còn khóc từ trước đó vài tháng. Tuy không có quy định cụ thể về số ngày phải khóc, thế nhưng không có cô dâu nào được phép khóc ít hơn 3 ngày, và thời gian khóc mỗi ngày không dưới 60 phút. Thậm chí, mẹ và người thân của cô dâu cũng tham gia vào tập tục này. Cụ thể, 10 ngày đầu mẹ cô dâu sẽ khóc cùng con gái, 10 ngày tiếp theo, cả bà ngoại của cô dâu cũng sẽ khóc cùng con cháu và 10 ngày cuối cùng, tất cả phụ nữ thuộc họ hàng của cô dâu sẽ khóc than ngập trời. Ý nghĩa của tập tục này là để chứng minh nỗi buồn vì sắp xa gia đình của cô dâu. Ngoài ra, việc họ hàng cũng tham gia khóc lóc thảm thiết là cách mà họ chúc phúc cho cô dâu khi sắp bước vào cuộc sống. 2. Brazil, cho loài kiến đạn đốt trong lễ trưởng thành. Đây là truyền thống của bộ tộc Sát Ema sống trong rừng nhiệt đới Amazon. Người ta tin rằng, để trở thành đàn ông, một cậu bé phải trải qua nỗi đau đớn tột cùng mà không rơi một giọt nước mắt. Và để làm được điều này, những cậu bé bước vào tuổi 12 phải đeo chiếc bao tay làm bằng lá rừng, bên trong có đầy kiến đạn rồi để cho kiến đốt. Kiến đạn có nọc độc khá mạnh, vết đốt của nó có thể gây ra đau đớn ví như bị đạn bắn. Các cậu bé phải chứng minh rằng mình có thể chịu những cơn đau này mà không khóc, nếu vượt qua nghi lễ này sẽ được công nhận là trưởng thành. 3. Khu vực Trung Đông, tự đánh mình đến chảy máu. Tự đánh mình đến chảy máu là một phần nghi lễ quan trọng của người Hồi giáo dòng Shia, diễn ra vào tháng thánh lễ Muharram. Vào dịp này, các tín đồ Hồi giáo dòng Shia sùng đạo đã tự dùng roi vọt hoặc các vũ khí đáng sợ khác để tra tấn chính mình đến tóe máu. Họ làm như vậy nhằm bày tỏ lòng tôn kính đối với thánh Imam Hussein, cháu trai nhà tiên tri Hazrat Muhammad của đạo Hồi, bị lực lượng của vua Yazid giết chết. Những người tham gia nghi lễ thường tự đập vào ngực mình, tự quất vào người mình bằng dây xích gắn lưỡi dao, để hành xác chính mình và tưởng nhớ đến những nỗi thống khổ mà vị thánh của họ phải chịu đựng. Tại nhiều quốc gia trên thế giới như Iran, Bahrain, India, Lebanon, Iraq và Pakistan, những nơi tập trung nhiều tín đồ Hồi giáo dòng Shia, nghi lễ Ashura được tổ chức rất quy mô, long trọng và trở thành ngày lễ quốc gia ở nhiều nơi. 4. Indonesia, tang lễ diễn ra nhiều năm sau khi chết. Người Toa Aza có truyền thống trò chuyện với xác ướp, mặc quần áo, chải tóc hoặc thậm chí chụp ảnh cùng người quá cố. Toa Aza là một dân tộc thiểu số với khoảng 1 triệu người sinh sống trên đảo Sulawesi. Quá trình ướp xác có sử dụng giấm chua và lá trà, nhưng ngày nay các gia đình thường tiêm formaldehyde vào xác chết. Tập tục này có thể khiến một số người cảm thấy rùng rợn, sống cạnh một xác ướp hàng tháng trời hoặc thậm chí hàng năm, trước khi tỏ lòng thành kính với người quá cố theo nghi lễ đầy bạo lực. Người chết sẽ không được coi là chết hẳn cho đến khi một con trâu nước được giết và hiến tế làm bạn đồng hành với họ đi vào cõi âm. Thế nhưng không phải gia đình nào cũng có khả năng chi trả cho nghi lễ ma, nên đắt đỏ này nên những xác chết thường không được coi là đã chết. Hàng năm, những gia đình nơi đây sẽ đào xác chết lên để tôn vinh họ. Chẳng ai thấy sợ cả, người thân trong gia đình muốn được tận mắt thấy xác chết để có thể tỏ lòng thương tiếc đúng cách. 5. Ấn Độ, ném trẻ em. Ở Maharashtra, Ấn Độ, người dân tại đây có một phong tục là ném trẻ sơ sinh từ trên mái của một ngôi đền có độ cao 15 mét xuống một tấm nệm bên dưới. Họ nghĩ rằng điều đó sẽ đem đến may mắn cho cuộc đời của em bé, giúp tăng trưởng trí não. Nghi lễ này bắt đầu xuất hiện vào khoảng 700 năm về trước tại Maharashtra và Karnataka, hai tiểu bang ở miền Tây và miền Tây Nam Ấn Độ. Đây là hai nơi có tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh cao vì y tế ở đây rất lạc hậu. Kể từ đó, những người dân ở hai tiểu bang luôn thực hiện nghi lễ này mỗi khi trong làng có đứa trẻ sơ sinh nào đó ra đời. Mục đích là cầu chúc cho những đứa trẻ sơ sinh có một cuộc sống khỏe mạnh, lâu dài và gặp thật nhiều may mắn. 6. Venezuela, ăn cho cốt người chết. Một trong những phong tục khiến nhiều người chỉ nghe thôi đã thấy rợn tóc gáy là việc hỏa táng, rồi ăn cho cốt người chết của người dân thuộc bộ tộc Yanomami. Họ sống trong các rừng nhiệt đới ở vùng núi phía Bắc Brazil và miền Nam Venezuela. Với người dân của bộ tộc này, nghi thức tang lễ cho người thân đã chết là rất quan trọng, vì họ muốn để đảm bảo hòa bình cho các linh hồn của người chết. Bộ lạc này tin rằng có sự tồn tại của thế giới linh hồn. Khi người trong bộ lạc chết đi, họ tìm cách giữ linh hồn người đó ở lại. Không còn cách nào khác là khiến thân xác người chết được hòa với thân xác người sống, cho nên khi người trong bộ lạc chết đi, dân làng sẽ tiến hành đốt xác và ăn cho cốt. 7. Madagascar, khiêu vũ cùng người chết. Khiêu vũ cùng người chết là một phong tục rất quái đản của người Malagasy ở Madagascar. Người dân tại đảo quốc này có một truyền thống tưởng nhớ người đã khuất và thắt chặt mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình khá độc đáo. được gọi là Famadihana, hay còn gọi là tục thay xương. Nghi thức kỳ lạ này thường diễn ra 7 năm một lần hoặc lâu hơn, quanh khu mộ của gia đình. Trong buổi lễ này, những phần còn lại của người đã khuất sẽ được đào lên, rồi đem gói ghém cẩn thận vào một tấm vải liệm mới. Sau đó, mọi người trong gia đình từ già đến trẻ sẽ cùng ôm những bọc vải này và nhảy múa hân hoan. Cũng tại buổi lễ, người già sẽ giải thích với con cháu về công lao của những người đã nằm xuống trước họ. Họ cũng luôn có niềm tin rằng nếu cho cốt chưa phân hủy hoàn toàn, thì người chết vẫn chưa biến mất vĩnh viễn, mà còn có thể giao tiếp với người sống. Do đó, cho đến khi tổ tiên ra đi mãi mãi, họ vẫn sẽ tiếp tục bày tỏ tình yêu thương và tôn kính đối với người thân vào ngày hội Famadihana.